Xin chào các bạn đến với chương trình Duy Nguyễn Vlog ngày hôm nay. Hôm nay Duy Nguyễn sẽ chia sẻ các bạn một cái kỹ thuật dùng whey protein tăng cơ giảm mỡ. Mà whey protein là một cái thực phẩm bổ sung, nó rất là quan trọng khi mà chúng ta tập luyện xong hoặc là hoạt động thể lực xong, chúng ta dùng nó để chúng ta phục hồi cơ thể. Whey protein hấp thu rất nhanh, đó mình lợi dụng cái tính nhanh của nó để mình phục hồi cơ bắp. Thì Duy đã tập xong và cũng đã thực hiện chương trình livestream Duy Nguyễn cũng hàng ngày cũng xong, cũng rất là mệt, rất là chóng mặt. Thì trong chương trình livestream Duy Nguyễn thì Duy Nguyễn sử dụng BCA để ngồi câu giờ. Còn sau khi tập thì Duy dùng whey protein. Nhưng mà cách dùng whey protein ngày hôm nay nó hơi khác biệt chút xíu. Đó là Duy sẽ kết hợp giữa hai sản phẩm Isobot và Isobot. Đó, thì cách dùng của Duy nó cũng, tôi nói nó lâu rồi. Và cái câu thần chú là Isobot kết hợp Isobot. Tại sao phải có sự kết hợp như vậy? Tại vì mục tiêu của Duy là tăng cơ giảm mỡ. Hay nói khác là Duy muốn duy trì cái lượng mỡ ổn định trong cái cơ thể thông qua những cái hoạt động tập luyện và cái hoạt động cuộc sống hàng ngày, du lịch, rồi làm việc, rồi ăn uống, rồi bạn bè, tất cả các thứ. Trên tay của Duy á, là sản phẩm Isolat, mà cái loại này là Isolat 100% mà nó Hydrolyte luôn. Nó của hãng San. Mà Sam với công ty BBT là một cái mối tình nó duyên nợ cũng mấy năm rồi các bạn. Cái sản phẩm này được phân phối cũng rất là lâu rồi. Và đây là một trong những sản phẩm rất tốt, rất tốt trên thị trường hiện nay. Mà Sam là một cái công ty mà nó chuyên sản xuất. Bạn nhớ Sam nó chuyên sản xuất, chứ nó không phải là nó thuê sản xuất như này. Nó chuyên sản xuất những cái dòng protein. Và cái nguồn nguyên liệu để sản xuất ra Titanium Isolat này, nó cũng là cái dòng nguyên liệu có thể nói là tốt nhất trên thế giới hiện nay. Đó, để xác định một cái loại whey protein nó dở hay nó tốt thì phải quan trọng nó được sản xuất trên cái nguồn nguyên liệu nào và nó được cái công ty nào sản xuất. Đó, mà công ty Sam thì bạn khỏi lo là nó chuyên về protein. Bạn thấy em Duy Nguyễn phân phối Sam nó toàn là do protein thôi. Tại nó chuyên protein nên phân phối protein. Còn thêm một cái nhánh thứ hai đó là Isobot, đây là một sản phẩm mới. Thì thằng này á là whey protein isolate hydrolyte 100%. Thằng này nó có một thành phần rất tốt cho các bạn. Một muỗng nhỏ xíu à. Cái muỗng nó nhỏ xíu, muỗng nhỏ vậy. Đúng không? Nhưng mà nó chứa 27 gram protein, một cái ratio rất cao trên thị trường whey đẳng cấp. Whey đẳng cấp nha. Không có nào kịp nó đâu. Bạn nhớ whey đẳng cấp nha, không bàn whey của bắp. Ok. Còn Isobot này, thành phần của nó là gì? Thành phần của nó cũng chính là isolate luôn. Thành phần của chính là isolate, nhưng mà nó có thêm những cái chất giảm mỡ. Đó, những cái chất giảm mỡ, những cái nguồn năng lượng để mà phục hồi. Cái thằng này nó khác này, thằng này nó thuần tí nó là whey thôi. Uống vô cảm giác nó bình thường, nó chỉ đỡ đói chút xíu thôi. Nhưng mà cảm giác buồn ngủ nó vẫn còn, cảm giác mệt nó vẫn còn, riêng này uống vô tỉnh. Uống vô tỉnh mới làm được, chứ bây giờ tập gym xong rồi uống vô mệt ngủ rồi thôi thua. Nghe. Đó, tên nên thằng này là một cái nét son rất là đặc biệt mà Duy Nguyễn rất tâm đắc khi mà Duy Nguyễn phân phối dòng RB. Đó, dòng RB con này. Thằng này là một trong những protein ít ỏi của dòng RHB. RHB, protein nó chỉ có 3 loại thôi. Hiện tại công ty phân phối 3 loại. Một là bánh protein, hai là mass, và ba là Isobot. Isobot không thể thiếu. Isobot dùng cái này là cặp trời sinh rồi. Không cãi được, không chạy được. Và cái đó là cách dùng của Duy. Thằng này giảm mỡ nha bạn. Thằng này nhớ phục hồi và giảm mỡ. Thằng này chỉ phục hồi thôi. Hai này kết hợp. Bình thường dùng này 2 muỗng. Đúng không? 2 muỗng bình thường chỉ phục hồi thôi. Nó sẽ may cho mình cái cảm giác nó buồn ngủ, nó mệt, tập xong rồi nó phải buồn ngủ và nó mệt. Như vậy mình sẽ không làm được việc, không làm được gì cả, học cũng xong, thi cũng xong. Đó, làm văn phòng cũng chả xong, làm xã hội cũng chả xong. Vậy thì có phải là cái việc tập gym mình nó fail không? Mình tập gym mà mình ảnh hưởng cuộc sống, đó là fail. Nhưng mà tự nhiên ra này, đã lắm mà, uống vô tỉnh, thế thôi, thích. Tại vì hàng này nó là isolate và nó có thêm đốt mỡ nữa. Nó đốt mỡ nên mới gọi cái này là tăng cơ giảm mỡ. Đúng không? Nên mới gọi là tăng cơ giảm mỡ, chứ quay nào dám tuyên bố tôi là tăng cơ giảm mỡ, láo. Đúng không? Nếu mà chỉ là quay thôi mà tuyên bố tăng cơ giảm mỡ là láo. Thì ông khẳng định cho tôi đi, cái chất nào giảm mỡ, làm gì có giảm mỡ. Đó, nhưng mà nó quảng cáo trên thị trường nó phải nói vậy thôi. Nghe tăng cơ giảm mỡ thì quyền thoại rồi, nghe là thích liền. Muỗng này nó cho nhiêu gram protein đây, đọc label coi. Wow, cũng dữ đó nha. Label thằng này cũng hơi bị khủng đó nha. Nó 26 gram protein cộng thằng này 27 gram protein ra nhiêu, 53 gram protein, ok chưa? Vậy muốn gì nữa, đúng không? Mà thằng này nó có gì, nó có L-carnitine nè, nó có beta-alanine nè,
nó có lượng glutamine khủng khiếp nè, mà căn bản nó có enzyme tiêu hóa nè, không có enzyme tiêu hóa hấp thu cái lượng protein này bằng niềm tin nè, đúng không? Nên thằng này cũng có enzyme tiêu hóa, thằng này cũng có enzyme tiêu hóa, hai thằng cộng lại hấp thu tối đa cái lượng protein này, nó thêm một số chất giảm mỡ kết hợp bộ ba thần thánh nữa, mà muốn có mỡ cũng khó đó, đúng không? Bạn thấy Duy ăn nhậu cũng hơi bị ghê, đi lịch hơi bị ác, nhưng mà người nó không mập, chắc bị nói chung người cũng là hơi nhon. Thôi không làm mất thời gian, nó bụng quá pha uống một cái bạn ơi. Khỏi lo về tính hòa tan, khỏi lo về tính hòa tan, đã là isolate thì nó tan như quỷ vậy đó. Đó. Thằng này Duy đang pha là mùi vani, thằng này cũng là mùi vani luôn. Hai thằng này có rất nhiều mùi. Thằng này nó có như là mùi dâu nè, mùi sô-cô-la nè, mùi vani nè. Thằng này cũng có nhiều mùi nè, thằng này như là có hai mùi căn bản là mùi sô-cô-la, mùi vani. Nói chung là BPT dạo này mùi hơi bị kinh đó. Cái muỗng này bự ha. Nha. Cái muỗng này bự ha. Giá tiền thì thôi bèo nhèo, đó mấy đồ yêu này. Mắc tiền là mắc mấy cái dòng năng lượng này nọ kia, bộ ba thần thánh đồ chứ mấy thằng quay này. Không nói về giá luôn, rất rẻ. Nhưng mà các bạn muốn biết giá và có một chính sách xếp hàng tốt thì vui lòng gọi điện thoại tổng đài 1900 2050, hoặc là số hotline 0934 11640, hoặc nhắn tin với Duy Nguyễn, nhắn tin với các bạn sale, nhắn tin với trang page của công ty. Có nhiều cách liên hệ lắm bạn. Còn không á thì lên Google search phòng gym anh Duy Nguyễn, nó hiện ra 4-5 địa chỉ luôn đó, tới địa chỉ mà mua. Đó, một muỗng này với một muỗng này có nhìn thôi đó thèm mà. Đó. Thằng này nó vừa tăng cơ, nó vừa giảm mỡ, nên uống thằng một mình thằng này cũng được, hoặc là một mình thằng này cũng được, hai thằng kết hợp đẳng cấp nhất. Thằng này mùi nó hơi sốc sốc hàng chút nha. Thằng này protein nhưng mà mùi của điều quá cao nha các bạn. Đó, thằng này là protein thuần tí, mùi bình thường, hai thằng pha chung vô mùi cũng đặc biệt lắm, uống ngon. Bây giờ mình nói chút xíu về độ hòa tan. Hòa tan này hòa tan tuyệt đối. Thằng này khó hòa tan hơn. Tại vì thằng này nó khó hòa tan là nó có những cái chất đốt mỡ trong này. Những cái chất đốt mỡ nó khó hòa tan. Nên bạn lắc hai cái này kết hợp lắc kỹ. Hai cái vị này mix vô nó ngon cái đã lắm mà. Cái vị nó chua chua ngọt ngọt như uống da ua vậy đó. Đã lắm. Thế tận hưởng đi. Bởi vậy á, rất nhiều anh em tập ở trong phòng gym TH hoặc là gym center uống con thứ à. Rồi nó cơ Duy xuống như thấy nhắc liền. Anh uống cái này tốn 2 muỗng. Anh uống cái này tốn 1 muỗng. Thì thôi anh kết hợp hai cái đi. Nó đẳng cấp hơn rất là nhiều. Nha. Chứ bình thường Duy uống lại 2 muỗng. Nói thật chứ bạn uống xong cũng buồn ngủ à. Nhưng mà giờ khác tỉnh. Đó, tỉnh mình mới làm được cái điều đó cực kỳ quan trọng. Và nó là tăng cơ giảm mỡ. Thí dụ như các bạn nữ không có tiền mua hoa thần thánh đúng không? Ok, chơi hai này thôi. Duy trì lượng mỡ. Bây giờ mình không giảm mỡ nhưng mà mình duy trì lượng mỡ. Đương nhiên mình ăn ở ngoài là mỡ có tăng, nhưng mình uống này vô mỡ có giảm. Thì cái tăng và cái giảm nó cộng lại nó bù trừ cho nhau, nên dẫn cho chúng ta có một cái cơ thể nó healthy. Đúng không? Nó khỏe mạnh. Nó khỏe mạnh trước rồi đã. À. RHB là một cái dự án chiến lược của BPT và San cũng vậy. Hai thằng này kết hợp giao chung bộ 3 hoàn hảo. Ủa lộn, bộ 2 hoàn hảo. Nhìn mặt dưới uống ngon không? Đó, thôi uống gì xong rồi đó. Lên tắm rửa. Đó, chuẩn bị cho một buổi chiều đầy bận rộn của một giám đốc tuổi teen. Tự nhiên nói giám đốc tuổi teen thằng kia rất cười, chắc là mình dặn lộn hộp nè. Cái này là Duy làm mẫu thôi nha, chứ sản phẩm mà công ty bày bán đó thì đó là cái hộp bự hơn, chứ không phải hộp nhỏ vậy đâu. Nói chung là Duy số khổ bạn, ăn toàn là mấy cái đồ gì đâu không à. À, còn cái đồ mà đồ VIP, đồ ngon để bán, đồ cùi để ăn, đó là Duy Nguyễn THOL. Bye bye. Trong màu sắc dung dịch từ hồng xanh ngọc bích chuyển sang đen, hết mặn nồng rồi lại đến hơn ghen, hai thái cực tình yêu và hóa học. Màu váy huy hoàng bên lá ngọc sắc carbon ngào nghe ánh kiếm cương, em ơi em trong lá đỏ khoe sương, màu
dung dịch anh đồng khoe sắc thiê vẫn chờ cùng dòng điện phân cay nghiền mãi vững bền với liên kết thời gian trái tim anh sắt đá cũng hòa tan tràn hòa cùng hai nhịp đập con tim chất phúc ra đời anh chỉ có em mà thôi mà đồng vì em quá nhiều bí mật thương nhau cũ có đi rồi lại mất anh thân thờ trong khoảnh khắc